Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Latex là gì? Latex, hay còn được gọi với cái tên latex cao su, là một chất lỏng phức hợp có thành phần và tính chất khác biệt nhau tùy theo phân loại. Xét theo tính chất, ta có thể hiểu đó là một trạng thái nhũ tương thể sữa trắng đục của các hạt tử cao su pha phân tán trong môi trường phân tán lỏng. Ở Việt Nam, thay vì gọi bằng cái tên latex, người ta quen thuộc hơn với danh xưng là mù cao su nước. Latex cao su được chia làm hai loại: latex cao su thiên nhiên (NR), latex cao su tổng hợp synthetic rubber. Trong đó, cao su tổng hợp có rất nhiều loại: polyisoprene, IA, polybutadiene, còn gọi là cao su buna, viết tắt BA, Styrene, butadiene, copolymer cao su buna S, viết tắt SBR, ethylene, propylene, copolymer EPDM, polyisobutylen, cao su battle, polychloroprene, cao su neoprene, viết tắt là CR, acrylonitrile, butadiene, copolymer cao su nitrile, polyacrylate, polyurethane, cao su pu, polysilicon, cao su silicon. Và tương ứng sẽ có nhiều loại latex cao su tổng hợp khác nhau. Mỗi loại cao su này đều chứa đựng các đặc trưng kỹ thuật riêng do sự khác biệt về bản chất cấu tạo giữa chúng. Tuy nhiên, trong ngành sản xuất nệm trên thế giới hiện nay chủ yếu sử dụng latex cao su tổng hợp SBR. Một số loại latex cao su phổ biến trên thị trường, latex cao su thiên nhiên, natural rubber, viết tắt là NR. Nói một cách chính xác hơn, đây là latex cao su polyisoprene thiên nhiên thu hoạch từ cây cao su. Chủ yếu là loại Hevea brasiliensis thuộc họ Euphorbiaceae bằng phương pháp cạo mủ. Cấu tạo latex bao gồm: pha phân tán là các hạt tử cao su polyisoprene được tổng hợp bằng con đường sinh học điều khiển bằng hệ thống enzyme. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Chính vì thế, polyisoprene thu được có những đặc tính ưu việt về cấu trúc cũng như điều hòa lập thể rất cao. 100% đồng phân dạng cis, khối lượng phân tử lớn và đồng nhất, mức độ kết bó chặt chẽ. Hàm lượng các hạt tử cao su tùy theo đặc tính sinh lý của cây dao động từ 25–45%. Môi trường phân tán là serum lỏng có thành phần phức tạp bao gồm thành phần chủ yếu là nước 52–70%, protein 2–3%, axit béo và dẫn xuất 1–2%, glucid và heteroxid khoảng 1%. Khoáng chất 0,3–0,7%. Latex cao su tổng hợp SBR hình thành bằng phương pháp đồng trùng hợp nhũ tương, một trong các phương pháp tổng hợp hóa học polymer hay dùng từ hai loại monomer là styrene và butadiene. Đó cũng chính là lý do mà cao su styrene, butadiene, copolymer thu được không có những đặc tính ưu việt về mặt cấu trúc như cao su polyisoprene thiên nhiên, tức là mức độ điều hòa lập thể kém hơn. Các sản phẩm chế tạo từ latex cao su tổng hợp SBR sẽ có các tính năng cơ lý, khả năng kháng đứt, độ đàn hồi thấp hơn. Riêng đối với nệm cao su thông hơi chế tạo từ latex cao su tổng hợp SBR thì mức độ xẹp lún trũng cao hơn do độ đàn hồi thấp hơn. Tuy nhiên, do số lượng liên kết hóa học kém bền ít hơn cao su thiên nhiên nên mức độ chịu lão hóa ánh sáng, ozone, nhiệt độ tốt hơn. Latex cao su tổng hợp SBR có cấu tạo như sau: pha phân tán là các hạt tử cao su styrene, butadiene, copolymer, môi trường phân tán chủ yếu là nước và một số ít hệ chất xúc tác cho phản ứng đồng trùng hợp nhũ tương. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.